đẹp ngon lắm cái này. Ôi ơi, cá đây, nào bà xem, bà xem cá đây, cá tươi tươi. Thịt lợn nhà em các bạn ơi, thịt em các bạn ơi. Em phải hỏi ít thôi, mày có mua không? Ăn cá làm gì để mà tách ngọt cả lên? Ăn rau thì bị đau, ăn cá thì bị đá, ăn thịt thì bán nào ai? Anh ơi, rồi 500 một cân nhá. Lấy con bé đi ăn, con này mua cái đấy, hỏng chết cá người ta. Đây, đây hai cá 2 cân nhá. Lấy đi, lấy đi. Dăm ba con danh, chấp gì nách mẹ đi cho nó nhanh. Thôi ăn cơm đê, con cá chê mới bắt được trên Sóc Sơn về. Chó kia mau mau khai thật, mày ở đâu tới đây? Xin các anh tha mạng lần này, nhà em rất nhiều tiền. Em sẽ cho các anh toại nguyện một điều ước rất to. Anh muốn ước cái gì nổ luôn, 10 phút nữa có liền. Mày tuổi gì con bán thịt, tuổi gì hôm trước xì nhục, 3 giờ ra đây tao xem nào. Đồ mặt dày hôm trước mày cười, người hôm sau người cười mày. Đợt sau tính đi xoay suốt kiếp rách nát xã hội khinh, nay đố ai bằng mình. Váy áo các thứ xe hạng sang, trên người đeo đầy vàng, nhưng không ăn thua chưa được đâu, tôi muốn thêm nhà lầu. Lên xe đi luôn ra Hồ Tây bắt con cá cho ngay. Tiên sư con chê hỏi lên đây đê, cho tao căn biệt thự to ok. Ô hai con điên luyến tháo lên thuyền, bố việc gì phải biên cho mày. Tao cho 3 giây máu nôn ra ngay, không tao sẽ đốt sạch nước chỗ đây. Ờ thôi ok tha cho tao đê, muốn cái gì về phát có liền. Thưa các ông các cô các bà, mời vào đây party, thích cái chi cứ rời tự nhiên, nhà em có điều kiện. Con chó điên đi đâu thế này, mày thì chim cút ngay. Mau nắm tay nhau đi thành hàng, nhà rộng dễ bị lạc. Ô với anh trên TV kìa, nổi lắm các bác ơi. Thật thật theo dõi anh bao lâu nay rồi, lần đầu thấy ngoài đời. Hai đứa kia con nhà thằng nào mà cướp khách của tao. 1977 đây. YouTuber rất là đỉnh cao, nổi tiếng khắp Đông Lào. Ngồi lên ngay, tao có việc cần mày. Con chó kia ra đây, không tao đâm gãy răng mày. Cho tao kênh YouTube thật nhiều người theo dõi và trở thành nổi tiếng nhất thế gian này. Đây là căn nhà tôi vừa mua, giá trị 26 tỷ. Có thang máy này, mặt trước view nhìn ngay ra Hồ Tây. Ôi kinh nhỉ, bây giờ con này cũng đi làm YouTuber, suốt ngày thích khoe đồ, xem xong mà tao thấy khinh. Xem nhiều like chưa này, được mấy chỗ view một ngày. Wow. Còn bao nhiêu comment này, video mình đăng quá hay. À, con bán cá đây mà, tự dưng nổi tiếng qua tà. Mày không thể ngon hơn bà đây. Let's do it. Nội dung nhạc nhí thì tính giáo dục, hình ảnh trái ngược thần phong mỹ tục. Mọi người hãy cùng nhau ấn report, lập group sập ngay khi vẫn còn hot. Con này ngày xưa học như bò, bán cá ngoài chợ thì toàn chiêu trò. Bắt nó nếm mùi của cộng đồng mạng, khiến nó trầm cảm cả đời choáng váng. Thôi vỗ tay xin thua game này, nổi tiếng sao đắng cay. Dân kêu nhau lên mạng tẩy chay, bị nhắn đa suốt ngày. Tao có đi hãm hại người nào mà chúng nó ghét tao. Mau khiến cư dân mạng nghiện tao, nghiện hơn hút thuốc lào. Nói kiểu này tao cũng chịu nha mày. Sao thấy mặt thì dày mà có tí phấn đã như này. Ngồi được vào vị trí mà người thường không thể ngồi phải chịu, cảm giác không ai chịu được. Trật tự mày, tao đấy cần mày dạy. Thôi bây giờ vậy này, cho tao sức mạnh như mày. Cần điều gì tao sẽ tự làm
Bé không hoành thực tế, lớn lên làm cá chê. Giải lao cùng Blendy nào. Trà sữa hòa tan Blendy, thơm trà chiều, chiều cảm xúc.